Góc dễ thương của gia đình nhà Thiên Nga đen, phát hiện Thiên Nga con leo lên vỉa hè, Thiên Nga mẹ vội vàng theo sau, lo lắng cho Thiên Nga con, không ngừng ra hiệu cho Thiên Nga con xuống hồ, Thiên Nga con vội chạy theo mẹ, nhưng thật không may khi bờ kè của hồ lại cao hơn so với đường, khiến Thiên Nga con cố gắng mãi nhưng không thể qua được. Phát hiện sự việc, một người dân đã tiến lại để giúp. Sau khi thả chú Thiên Nga con xuống nước, hình ảnh đẹp ngỡ ngàng diễn ra ngay sau đó, khi hai vợ chồng nhà Thiên Nga đen không ngừng gật đầu để cảm ơn.